Alo, alo, tôi là đại diện quốc sư Hoa Kỳ, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump. Ê, mẹ mày! Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. À, cái thằng nào đây, mày còn chửi tao. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Thằng vô dân quá, con cá. Ôi, mình hình như là bạn bị lát thật à, có bị lát không? Mày chửi thầy tao bắn mày liền á, tụi tao bắn mày á. Con cảm ơn bác. Con cặp, mình nói chuyện gì mà tổng tiểu quá vậy mày. Gái! Mày chết mày cho mày. Em ạ. Thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Đâu mà chữ thề con cặc đâu mà nói chuyện vô dân quá. Thà như thế, thà như thế đi. Tôi sẽ bắn nó cho quý vị coi. Mày nghĩ mày là ai à? Tao bắn mày là ai? Bố mày lại sợ mày quá, bố mày lại sợ mày quá luôn đấy. Bố mày lại sợ mày quá luôn đấy. Thì con mẹ bố mày lại kinh mày quá luôn đấy. Alo, alo, tôi là đại diện quốc sư Hoa Kỳ, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump. Đéo tin.